Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hanh Nguyễn Hải Dương để tiếp tục ủng hộ cũng như yêu quý kênh của Hanh Nguyễn. Các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh màu đỏ và ấn vào quả chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất từ công ty điện Hanh Nguyễn. Ngày nay em lại giới thiệu đến các bác một mẫu loa mới tinh, chính hãng, được nhập khẩu nguyên khối, nguyên chiếc từ công ty CAF. Đây là một mẫu loa rất phù hợp cho các bác hát karaoke trong gia đình cũng như phòng hát, bởi vì đây là một dòng loa đứng sử dụng bass 30 tép kèn cho âm đủ mạnh, đủ bay và đủ hay. Thì dòng loa này về phía trước ở giữa là có một biểu tượng CAF vừa đen vừa đỏ, ở bên trên có một tem của CAF và một mã quét QR hàng chính hãng. Thì dòng loa này có chiều cao là 65 cm, chiều cao này là 65 cm và rộng của nó là 39 cm rộng, sâu của dòng loa này là 36 cm sâu. Đấy là thông tin cơ bản về dòng loa mà em đã đo được. Dòng loa này cũng được thiết kế như các dòng loa khác, và phía trước là một e căng lưới sắt bảo vệ được sơn bằng sơn tĩnh điện có màu đen và rất là bóng. Bên trong là một tấm mút để chắn bụi bẩn cũng như để tiêu tán những âm thừa. Thiết kế bên ngang thì là có chỗ để xách loa, đây là ngang, và làm thụt vào trong. Thì những dòng loa chính hãng người ta thường thiết kế những cái chỗ mà xách loa là thụt vào trong này, vừa thẩm mỹ vừa đẹp mắt. Tiếp theo ở phía sau là một biểu tượng CAF, một chú chim ưng và một tem để quét, và có mã thẻ cào, một tem 7 màu chống giả CAF. Dòng này CAF có model là SB12, giải cho hoạt động là 65Hz đến 20kHz, công suất của nó hoạt động từ 300W đến 1200W, độ nhạy là 97 dB và hỗ trợ hai chắc đầu xích đánh nội trở 8 ohm. Dòng loa này rất phù hợp cho anh em chơi phòng hát cũng như gia đình. Và dưới là mã quét vạch, dòng này mã quét vạch rất đẹp, thiết kế bắt mắt và đẹp đẽ. Đây là phía trước. Còn phía trong có nhìn vào đây em sẽ bóc sẵn rồi. Cái dòng này là sử dụng bát 30 gân lụa tẩm dầu hai sóng, màng giấy rất mỏng cho nên âm nó rất bay, rất ấm, rất êm và rất sáng. Bát 30 đẹp nhá, đẹp, rất là đẹp luôn, bởi vì ra mới thì không có gì thẻ bàn nào. Phía sau nó sử dụng một từ 17 và bác nhìn này, độ sắc nét của lam châm là màu đen rất sắc nét. Và phía sau là CAF, một biểu tượng chim ưng, đây là một hàng chính hãng nhá, rất đẹp và lam châm rất dày. Xương nó là xương đúc nguyên khối bằng nhôm. Vậy dòng loa này rất phù hợp và rất đẹp, nhận màu vàng chanh và màng loa bằng giấy mỏng, dai và bền. Trên màng loa đều dập cái chữ này, mình nhìn đây, dập chữ. Đây là cái dòng như là sơ ly của sản phẩm, rất đẹp. Từ 17 họng 75, từ 17 họng 75. Bát 30 gân lụa tẩm dầu, màng giấy, xương đúc nguyên khối, và xung quanh cái dòng này đều có một cái lớp mút để khi ép cái vành loa và thùng loa nó đánh không bị phè âm. Đây toàn bộ cái bát loa là như vậy. Chiếc loa nó sử dụng một chiếc loa từ của nó là 12 và đít loa đều có thương hiệu CAF, hai chấu để kẹp dây loa bằng đồng rất đẹp và ghi rõ ngày tháng sản xuất. Đấy, rất là đẹp. Phễu loa và xung quanh phễu đều có miếng xốp để ép cái phễu này vào. Đây dòng loa rất là đẹp, và dòng này nó thiết kế là thùng gỗ ép nhiều lớp
sơn sần bóng, cho nên nó chịu đựng được thời gian. Đấy, và các cái góc loa đều được van bằng những thanh thanh chữ L, rất chắc chắn, không bị há, đánh không bị há và không bị nứt loa. Đẹp, xuất sắc. Bên trong là bông tiêu âm mới tinh, mới loa mới. Và cái đặc biệt nữa quá nhiều đây, dòng loa này thì chắc đánh không một chất chét, bởi vì nó sử dụng phân tần cực kỳ đẹp. Nhìn nhá, sử dụng 3 điện trở nhôm màu vàng được tỏa nhiệt. Đây em nhìn vào đây, 3 điện trở nhôm đây, 1, 2, 3. Và điện trở này là 50W, 15 ohm, số watt rất lớn và được tỏa nhiệt bằng một miếng nhôm chịu nhiệt. Và dòng máy sử dụng 1, 2, 3, 4 tụ và 2 cuộn cảm. Nhìn hai cuộn cảm và có lõi ferrit. Tất cả cuộn cảm đều được kiểm tra một cách ngặt nghèo. Đấy, nhìn thông tin kiểm tra đây, rất là đẹp. Và có một MOSFET để bảo vệ cho check, một chiến áp và các diode điện trở bảo vệ. Cho nên là cái khả năng mà chói không có, khả năng chết check không có, bảo vệ rất là cao. Thế tại sao mà cái main của phân tần này nó có nhiều lỗ này? Bởi vì một hàng chính hãng, cái main này nhà sản xuất có thể là áp dụng có nhiều model loa khác nhau. Đấy, thì người ta sẽ tính cái main này cho nhiều dòng loa khác nhau, có thể thay đổi các cái điện trở tụ điện ở trong này để cho ra một mẫu loa mới. Các nhá, này, các nhìn những loa chính hãng thì kể cả cái phân tần, từ cái sơn, này, từ cái miếng gỗ phíp này, nó rất là đẹp, nó chắc chắn và nó mượt mà, nó khác với dòng loa mà không chính hãng. Đây, các nhìn đây rất là đẹp, có cả một phết đen đen này, đầu vậy loa. Đấy, các cái điện trở và diode tụ vân vân. Thì đây là một dòng loa chính hãng. Thì con này em xin được thông báo luôn mức giá các bác có thể nắm được là hơn 10 triệu. Đấy, hơn 10 triệu theo hãng báo dòng loa này là 23 triệu theo hãng nhé. Nhưng các bác muốn được cái giá tốt nhất thì hãy liên hệ với anh Nguyễn, bởi vì em bán hàng cũng phải giữ cho hãng, cho nên là các bác điện cho em thì sẽ là cái giá rất là tốt. Đấy, hơn 10 triệu thôi, không cao quá đâu. Thì những dòng này mà so với loa bãi thì nó hơn rất nhiều nhá. Nó hơn nhiều lần. Mà giá của nó chỉ bằng những đôi loa bãi B3X2 bãi thôi. Nhưng mà chất âm nó thì chắc chắn là sẽ hơn rất nhiều. Rất rất nhiều quá nhá. Bởi vì nó là dòng loa chính hãng. Dòng loa này công nghệ của Đa, nó hay hơn loa của Đức rất nhiều. Và loa mới. Thì tại sao loa chính hãng là sao? Vì những phân tần này và những bát loa thùng loa được sản xuất test âm trên một dây chuyền công nghệ ngặt nghèo, cho nên là khi mà sản phẩm được đưa thị trường thì bao giờ nó cũng hay và âm nó rất là chi tiết, tiếng trống nó sâu, ấm nó dày, tiếng check nó sáng, nó không bị chói, chung người nó ngọt ngọt mềm, nó không oang. Thì đó những gì mà dòng loa chính hãng em giới thiệu các bác. Cái loa này thì em đã rất có bán rất nhiều rồi và có nhiều clip làm về chất âm rồi. Tí nữa em sẽ ghim một cái đường link ở dưới cái phần bình luận, các bác có thể xem chất âm của dòng loa này. Hôm nay em phải làm clip ngắn thôi, giới thiệu để các bác xem nó kỹ cũng như thông tin. Thì em nhắc lại một chút này, đây là một dòng loa CAF có model là SP12, dây tần hoạt động từ 65 đến 20, công suất từ 300W đến 1200W, 97 dB độ nhạy, nội trở 8 ohm, hỗ trợ 2 chiếc trích, mã vạch và hàng chính hãng. Chiều cao này của nó, chiều cao của dòng loa này là 65 cm, rộng là 39, rộng là 39, và sâu là 36. Thì cái dòng này rất là tiện lợi các bạn, để đứng, để nằm hoặc là có giá ba chân để cho vào giá đây sau này. Mà cái này đều có cái đế cao su để tránh nền nhà vân vân, thì nó không ngấm nước. Thế là về thiết kế thì về bát nó là bát 30, gân lụa thẩm dầu 2 sóng, màng giấy từ 17, họng 75, khung xướng lúc. Đấy, hàng chính hãng. Và check nó là từ 12, họng 4,4. Và phân tần nó rất là đẹp, to. 3 điện trở nhôm và 4 tụ điện, 2 quần cảm và các diode MOSFET bảo vệ.
phân tần này được kiểm tra rất là kỹ càng, nó không bị chói nhòa khi mà thực hiện âm. Thì dòng này rất hay nhá, nhẹ mà lắp rất nhiều rồi, rất phù hợp cho anh phòng hát. Nó hay hơn rất nhiều cái dòng loa bãi ở Trung Quốc mà đã dùng lâu ngày rồi đấy. Nhưng mà cái dòng Audio Center cái này rẻ hơn nhá, nhưng mà khẳng định hơn rất nhiều dòng loa Audio Center bãi rác ấy. Đấy thì ngày nay ngoài dòng loa chính hãng thì em còn nhập dòng loa DK mới 350 gân độ tầm dầu, loa CA sao chính hãng và loa Lexo BS12. Thì dòng này cũng là dòng chính hãng công ty sản xuất bên Trung Quốc về. Cái này do Trung Quốc sản xuất này, thùng nó bóng liễng như gương đen, bát 30 gân lụa tầm dầu. Thì cái dòng loa Lexo này nó như loa center đấy, loa center mà bãi bát 30 đấy, chất âm như vậy, như thế luôn. Còn giá này có hơn 6 triệu nhé, 6 triệu 8 bao ship đấy, hợp lý. Còn thu em chịu nghiệm luôn các bác, chất này chất âm hay như thế. Lexo BS12 bát 30 tép kèn từ 12. Thì ngoài ra em còn dòng xe sao dòng B3X12i xịn chính hãng và JBL 6012 hàng nhập khẩu loại 1 Trung Quốc về. Đấy, rất là nhiều mẫu loa bác có thể quan sát. Thì ngoài ra em còn có mẫu loa sầu tốp chính hãng thì giá nó hơi 1 triệu một tí thôi. Bác có nhu cầu về các giá tốt thay điện cho em, bởi vì loa những hàng hãng thì em cũng chỉ dám giới thiệu một cái áng chừng vậy thôi. Thì ngoài hôm nay em về rất nhiều các cụ đẩy chính hãng CF BL 4.8. Thì đây là dòng sản phẩm chính hãng cũng có giá là hơn 10 triệu, tiếng nó thì thôi rồi, rất là hay luôn. Đấy, các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 140. Em có địa chỉ thôn Bà La, xã Lạc, thị xã Gia Định, tỉnh Hải Dương. Anh Nguyễn chào các bác và hẹn gặp lại ở các clip sau.